Người ngoài hành tinh bị bắn chết tại Mỹ. Một sinh vật được cho là người ngoài hành tinh bị bắn chết gần căn cứ không quân Hoa Kỳ. Một sinh vật được cho là người ngoài hành tinh đã được phát hiện và bị bắn chết bởi một sĩ quan cảnh sát gần căn cứ không quân McGee và căn cứ Fort Dix, Charleston, New Jersey của nước Mỹ. Ngay sau đó thì cảnh sát đã điều tra vụ việc bí ẩn này theo Express ngày 12 tháng 3. Vì cảnh sát cho biết thì sinh vật bí ẩn trên đã bay ngang qua xe của anh sau khi dừng xe, thì anh nhìn thấy trước đầu xe của mình là một sinh vật với cái đầu lớn, mắt đen, cùng một cơ thể mảnh khảnh. Người cảnh sát này đã rất hoảng sợ, chạy ra khỏi xe, rút súng và yêu cầu sinh vật này nằm xuống. Khi không thấy có sự hợp tác từ phía đối diện thì viên sĩ quan đã buộc phải bắn nhiều phát đạn vào sinh vật này. Sinh vật bị thương nhảy qua hàng rào vào căn cứ McGee trước khi chạy xuống đường lớn. Nhưng sau đó thì nó đã đổ gục xuống đất và chết. Trang Army Dog Media cho biết cảnh sát đã tìm thấy một cơ thể với tư thế co quắp như hình bào thai đã tắt thở. Nó thực sự đã chết và theo đúng quy trình thì họ bắt đầu phong tỏa khu vực. Bất ngờ thì một nhóm sĩ quan đội mũ beret màu xanh mà tôi chưa từng thấy trước đây đã đến và tiếp nhận hiện trường. Sydney Chesmore, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, nhà nghiên cứu về UFO Leonardo Springfield sau đó đã phỏng vấn Mark về vụ việc kỳ lạ này. Mark cho biết, tôi không được phép tiếp cận ở cự ly gần để quan sát kỹ các chi tiết như là nét mặt, tay hay là chân. Tuy nhiên thì dưới ánh sáng đèn pha của xe tải thì tôi thấy một thân hình mảnh khảnh, không mặc quần áo, có chiều cao khoảng hơn 1 mét, đầu to, người nhỏ, chân tay mỏng, toàn thân thì màu nâu nhạt. Cũng theo nhân chứng này thì anh đã chứng kiến cơ quan chức năng phun thứ gì đó lên xác của sinh vật lạ kể trên rồi bọc lại bằng tấm vải trắng. Sau đó thì nó được đặt vào một chiếc container để chuyển đi. Phía cảnh sát cũng đã yêu cầu ông ký tên vào bản cam kết giữ kín chuyện này, nếu không sẽ bị mất việc. Các nhà lý thuyết âm mưu cho rằng căn cứ Wright-Patterson cũng là nơi giữ thi thể của sinh vật trong vụ rơi địa bay Roswell vào năm 1947. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.